Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ tham gia vào tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, tại TP, San Francisco, Mỹ, từ ngày 14 đến 17/11. Chuyến công tác này đánh dấu sự quan trọng và ý nghĩa của Chủ tịch nước trong việc tham gia vào các hoạt động quốc tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao APEC kết hợp các hoạt động song phương tại Mỹ. Tại sự kiện này, ông sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng đối với kinh tế thế giới và khu vực, cũng như đề xuất hướng dẫn hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam cam kết cùng với các thành viên khác thúc đẩy tinh thần hợp tác và đồng tâm hành động để thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực. Chủ tịch nước cũng sẽ tham gia và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, một sự kiện quan trọng thu hút hơn 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông sẽ truyền đạt thông điệp mạnh mẽ về sự hợp tác và đóng góp chung để vượt qua những thách thức hiện nay và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực và từng nền kinh tế. Các hoạt động song phương của Chủ tịch nước Việt Nam với lãnh đạo cấp cao và các đối tác Mỹ, đặc biệt tại bang California, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ trong tinh thần tuyên bố chung đã được xác lập gần đây. Các hoạt động này tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng như giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối các địa phương. Chuyến công tác của Chủ tịch nước được coi là một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình đối ngoại năm 2023 nhằm duy trì và củng cố mối quan hệ ngoại giao vững chắc, hòa bình và ổn định. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của Việt Nam trong APEC sau 25 năm gia nhập tổ chức. Việt Nam đã đảm nhận vai trò chủ nhà tại các năm APEC 2006 và 2017 và đã thành công tổ chức các hội nghị cấp cao APEC Hà Nội 2006 và Đà Nẵng 2017. Việt Nam đã đặt nền tảng cho những phát triển quan trọng trong APEC như sáng kiến hình thành khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương và tầm nhìn APEC đến năm 2040.